Đấu sĩ lường trên với lối đánh hoa mỹ, đa dạng nhất game, Lictor có thể biến hóa thanh kiếm, hiệu ứng thay đổi theo từng môi trường. Độ cơ động cũng không hề kém cạnh vị tướng lường trên nào. Lictor hội tụ đủ những yếu tố của một đấu sĩ bậc nhất như hất tung, làm chậm, choáng và đặc biệt khả năng miễn giảm sát thương cũng như khống chế. Nếu như chặn thành công, Lictor sẽ trở nên không thể bị hạ gục. Do đó không nên sử dụng chiêu này một cách bừa bãi. 2. Omen sinh ra là để chặt chém đường Caesar. Lối chơi của Omen rất khô máu, đơn giản chỉ có lao lên xích lại và đánh đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả trên con tướng này. Không hoa mỹ màu mè, nhưng một khi đã bị Omen chọn làm mục tiêu, khó có thể thoát thân được. Vị tướng này càng chém càng điên, kèm sát thương chuẩn nên những vị tướng châu bò cũng không thành vấn đề. Đặc biệt chiêu thức thứ hai vừa tăng tốc độ di chuyển, vừa cho Omen khả năng phản đang đòn đánh thường. Đôi khi đối thủ lên bảng còn không hiểu lý do vì sao mình chết. 3. Và đây là Florentino, hơi khó sử dụng, nhưng một khi đã thành thục, Florentino sẽ trở thành vị tướng mạnh nhất liên quân Mobile. Khả năng cấu rỉa cực kỳ khó chịu đến từ nội tại, chiêu 1 và chiêu 2 tạo thành chuỗi combo hoàn hảo. Khác với Omen, vị tướng này đòi hỏi người chơi phải am hiểu, có một chút kỹ năng và dành thời gian tập luyện hàng giờ nếu muốn trở thành best Florentino. Mặc dù lối trang bị lên toàn đồ sát thương nhưng bù lại chiêu cuối lại cho anh một sức chống chịu, khả năng sống sót trong giao tranh đến mức không thể tin vào mắt mình. Cuối trận lên thêm giáp thiên thần nữa là đã có thể quẩy một cách nhiệt tình. 4. Allen, xuất hiện thứ 101 trong game liên quân Mobile, ngay trong ngày đầu ra mắt Allen đã giành được sự quan tâm đặc biệt của các game thủ. Các chiêu thức vô cùng mới lạ, ấn tượng, nhà phát hành đã phải trải qua một vài phiên bản chỉnh sửa để cân bằng hơn với trò chơi. Khả năng hồi máu tuyệt vời, cùng chiêu thức miễn nhiễm sát thương nhận vào là tiền đề, để Allen tự tin lao vào trao đổi chiêu thức trên cơ đối thủ. Tuy nhiên nhược điểm là sẽ yếu dần về cuối game, do đó nếu không muốn bị thua ngược, hãy kết thúc trận đấu sớm nhất có thể, linh hoạt dứt khoát như cách mà vị tướng này combo vậy. 5. Ryoma, mặc dù là đấu sĩ, nhưng theo mình thấy Ryoma có lượng máu khá thấp, không được trâu bò như những miếng tướng khác, nhưng sát thương gây ra không thua gì một sát thủ. Chiêu cuối hồi rất nhanh chỉ có 8 giây, đi kèm khả năng hồi máu, sát thương hình nón sẽ bù lại phần nào khả năng phòng thủ. Chiêu nhất thích tấn sát chỉ có thể gây choáng với những đơn vị ở rìa, do đó cần căn chỉnh chính xác để tận dụng tối đa chiêu này. Những phát đánh nội tại, vị tướng này được tăng tầm đánh, điều này giúp Ryoma cấu máu rất tốt. Lưu ý chiêu thần hành bách biến, sẽ tiến về hướng ngược lại, cần tập luyện nhiều để tránh có động tác thừa như lao giữa đội hình địch, hay lộn ngược lại để kẻ địch bỏ trốn. 6. Chi, trùng solo đường Caesar. Đừng để ngoại hình của cô nàng đánh lừa bạn, Chi là một vị tướng solo đường Caesar rất mạnh mẽ. Chiêu thứ nhất, Chi hất tung kẻ địch, chiêu 2 tăng giáp, chiêu cuối đẩy lùi, kèm lướt nếu đối thủ chạm vào địa hình. Cả ba chiêu của cô rất phù hợp để mở giao tranh, là bức tường vững thu hút hàng tấn sát thương của team bạn. Chi là vị tướng có độ cơ động thuộc top game, sát thương của hạo nhiên, nếu đẩy thành công kẻ địch vào tường là rất nhiều. Tuy nhiên chiêu trấn thiên trưởng của cô, cần thời gian vận chiêu khá lâu, và sẽ bị ngắt nếu tính hiệu ứng khống chế. 7. Lena vũ nữ bán nguyệt. Lena đòi hỏi người chơi phải dành hàng giờ nghiên cứu, tập luyện các combo thuần thục cô. Như những vị tướng khác, cô có 4 kỹ năng nhưng lại có đến 7 chiêu thức đi kèm 69 combo, tùy thuộc tình huống. Chính điều này làm cho đối thủ khó có thể bắt bài, chiếm ưu thế đi đường, từ đó có lượng vàng vượt trội hơn đối thủ. Cũng như Chi, tướng này rất cơ động, chiêu toái nguyệt trảm, ngay sau khi kích hoạt có thể di chuyển một khoảng ngắn gây sát thương một lần nữa, tổng cộng có thể sử dụng được 4 lần. Trạng thái viên đao sẽ cho Lena khả năng miễn khống chế, khi cô sử dụng kỹ năng, miễn thương 50%. Nếu còn vị tướng nào có thể đứng ngang hàng với 7 tướng kể trên hãy để lại ý kiến của mình vào phần bên dưới. Còn bạn, bạn là best đấu sĩ nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với